Vâng, xin chào các bác đến kênh Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, một dòng xe đua đến từ thương hiệu Mỹ Upland Impreza. Vâng, và chiếc xe rất đặc biệt, sử dụng đến 3 tầng đĩa các bác nhé. Cấu hình của Shimano Soda 9x3 tốc độ là 27 tốc độ, các bác thay đổi tất cả đồ đều nguyên zin đồng bộ theo xe. Vâng, và chỉ các bác có thể lên Google để tìm Upland Impreza đây, có thể ra rất nhiều trang web review chiếc xe này. Và em tìm được một số trang web, đây là của trang web của AliExpress của chiếc xe này, mà xe trên đây đã bán rồi. Còn một trang web khác nói về chiếc xe này, vâng, 27 tốc độ các bác nhé. Hai bể tốc độ sử dụng cụm mayer trước sau là của Grip, và xe của em cũng em vừa xem mayer của xe là Grip và cấu hình Sora, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ các bác nhé. Đây chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, và đây một số những thông số khác của xe, và đây chiếc xe trên web đây. Với chiếc xe có tông màu đỏ trắng nữa nhé, hình thức xe còn rất là mới. Vâng, đây là chiếc xe Upland Impreza, có thể lên Google như để search, em cũng search ra một số trang web. Đây thì nói về chiếc xe này, khung nhôm aluminium light, khung nhôm nhẹ, để khóa yên và cọc yên, tất cả đều của Upland, bên tin nguyên bản theo xe, phanh ba mảnh. Trên trong web thì chiếc xe được sử dụng bộ mayer của Grip, Shimano Grip thôi chứ. Ở đây chiếc xe cũng có đây. Vâng, tất cả xe đều nguyên zin về. Thông số vành lốp là 700x23C. Đây là một lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Lốp không về cho xe này. 9 tầng lít. Và phủ đề của Shimano Soda, một sở liên của rất là mới luôn nhé. Điều này bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano Soda và cả đĩa của Soda luôn. Chữ UL là biểu tượng của hãng. Phốt và ghi đâu nguyên bản của hãng Upland thôi nhé. Đây, chữ UL của hãng. Phía bên trên đây sẽ được sử dụng bộ tay bấm xả, tay lắc cao cấp của Shimano Soda 9 tốc độ và 3 tốc độ bên dưới cho xe 27 tốc độ các bác nhé. Ở đây một chiếc xe đua có 3 tầng đĩa. Càng nhôm và đây là lốp vành trước đây 723C, lốp còn rất là tốt các bác nhé, các bác có thể sử dụng rất là lâu nữa. May ở trước của Shimano Grip đồng bộ xe. Phía bên dưới khung có mã vạch của hãng, mã vạch chính hãng thôi nhé. Đây là cái tem.
Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Xe được có tay đứng là 50. Ngang là 51 thôi chứ. Của có từ 1m63 đến trên 1m7 với chiếc xe này. Đến 1m75. Và bây giờ sẽ là đánh giá chuyển động lên đi. Xuống lít. Phủ đề của Sora. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Sora. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, nó rất là tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Upland Impreza. Chiếc xe đến đua đến từ thương hiệu của Mỹ, được trang bị cấu hình của Silverado Sora và tất cả đồ đeo xe đều nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe được bán tại G&M mức giá là 8.800.000, miễn phí ship toàn quốc tới những bác chuyển hết tiền. Và gọi 1 năm qua tổng nhà tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại G&M. Chào các bác theo dõi video.